Phải chào các em, bây giờ giáo hướng dẫn các em cái bài 41 luyện tập ở tuần số 9, nó ở trang 51 52 ở sách, ở trong cái sách bài tập lớp 5 này. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ trống. Ở đây là người ta đổi là 7 71 mét 3 cm này. Đây là mét này, rồi đến đây là 3% của mét đúng không? Này đúng không? B là 24 dm. Cm thì đổi cái dm thì nó sẽ bằng 1 phần 10 thì bằng 8 phần 10. 8 phần 10 cộng với mẹ 24 thì bằng 8 phần 10 là bằng 0,8. 0,8 cộng 24 là 24,8 đúng không? Mét 45 mét và mm. 1 mm thì mà 1 mét thì bằng 1.000 mm này. Cm, dm, mét này bằng 1.000. Thì bạn ấy đổi là 45,037 đúng không? Mét và mm. Đây bằng 5 phần 1.000 đúng không? 5 phần 1.000. 7 mét thì vẫn là 7 mét, còn 5 mm thì bằng 5 phần 1.000, 5 phần 1.000 bằng 0,005. Số 5 là bạn viết thấy trông hơi buồn cười, biết là rõ ràng là bạn làm đúng không? Đấy, vậy là xong bài tập số 1. Bây giờ ta sang bài 2, đây vẫn là bài của bạn Quỳnh Anh làm đấy. Thì thầy giáo chỉ kiểm tra thôi. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Cái mẫu nó như này, ví dụ 217 cm đổi về mét thì sẽ bằng là cm, dm và mét. Đấy thì nó sẽ đổi như vậy. Cách làm thì người ta làm như này này, 217 cm thì họ sẽ bằng là 200 cộng 17. Thì 2 mét thì vẫn là phần nguyên vẫn là 2, là phần thập phân thế là đổi về hỗn số mà thì sẽ bằng 17 phần 100. Đấy, 17% này. Thì viết thành 2,17 mét. Đấy, tương tự như vậy bây giờ mình sẽ làm bài này, đúng không? 432 cm thì 432 cm thì bạn đổi thành là 400 cộng 32 thì 32%, 32% đây đúng không? Cái này bạn làm đúng rồi. Thì B này. 806 cm, cm mà đổi về mét thì bằng bằng 800 cộng 6 thì bằng 6 phần 10. Là 6% rồi đổi. Bằng 6%. 800 cộng 6 thì bằng nó bằng 6 cm thì đổi với mét thì bằng 6 phần 100. 6% thì chính bằng 0,06 cộng mà đúng không? 24 dm thì bằng 20 cộng 4, 20 dm, 20 dm thì bằng 2 mét. 2 mét cộng 4. 4 dm thì bằng 4 phần 10 của 1 mét. Đấy, cái này bạn làm đúng không? Cái này 75 cm. Thì nếu đổi ra thì nó sẽ bằng giống như này thì bạn biết là 75 cm thì bằng là 70 cộng 5. Đấy, mà 70 cm thì bằng 7 dm, 7 dm cộng với 5 phần 10 thì nó sẽ bằng là 7,05. À 7,5. Này, 7,5 số 5 mà này mới viết của anh mới viết chưa xinh đẹp. Vậy là xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 3. Ở số 3 người ta bảo là viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Thì ở đây người ta cho là 8 km đổi về 8 km, 417 m thì đổi về km thì cái này sẽ bằng là 417. 8 m thì vẫn giữ nguyên, phần nguyên là vẫn 8 km vẫn giữ nguyên đúng không? 417 m thì em đổi thành là 4, nếu mà viết về phân số thập phân nó sẽ bằng là 417 phần 1.000 của mét. Thì nó chính bằng là 417 phần nghìn này, này đúng không? B thì 4 km. Rồi cái km thì vẫn là 4 này. Cái số 4 thì viết buồn cười thế. Số 4 viết nó rõ ràng cả nha. Đấy, số 4 viết cẩn thận ra. Còn 28 mét mà đổi mét mà đổi về km thì nó phải là bằng phần nghìn đúng không? 28 phần nghìn. Này, 28 phần nghìn này, này bạn làm đúng không? Đó. 5 mét, 7 km vẫn là nguyên này. 5 thì bằng 5 phần nghìn. Đúng không? 5 phần nghìn. Kết quả đúng không? 216 mét thì nó sẽ bằng là 216 phần nghìn phần 1.000 đấy đúng không? 0,216 phần 1.000 thì em viết thành số phân nó bằng là 0,216. Vậy là xong bài tập số 3, rồi ta sang bài tập số 4 luôn.
Bài tập số 4 thì viết số thích hợp vào chỗ chấm này. 20a nhỏ 21,43 mét. Đấy, thì cái phần nguyên của nó chính là mét, tức là 21 mét này, mét này, rồi đến cái này là decimet này. Rồi đến cái này là cm này. Đấy, vậy thì 43 cm, đúng rồi. Đến IC này, IC dụ này nha. Các bạn làm đúng như bạn ra là 7620 nhá, thì mình nghĩ đây là 7 km bằng 7000 này, đúng không? 7000 rồi đến 7 km này, xong đến 6 km là bằng sau km rồi đến hectomet, decamet rồi đến mét, đúng không? Thêm số 0 mà bạn làm đúng không? IB này. 8 decimet. 8,2 decimet thì 8 decimet vẫn là cái này, đúng không? Còn decimet rồi đến centimet, đúng rồi. 2/10 của decimet thì bằng 2 cm, đúng không? 39 km, 39 này, 39 km vẫn ở nguyên này, 39 km rồi đến đổi với mét thì nó phải là nghìn, bởi vì nó phải là phần nghìn, đúng không? Thì phải là đây là hectomet này, decamet rồi đến mét này. Vậy thì cái số 5 này bạn viết rõ ràng là nó phải là 39.500 mét. Đấy, là đúng. Bạn làm đúng rồi mà bạn viết viết số nó không đẹp thôi. Như vậy là thầy giáo thấy là bạn Quỳnh Anh này bạn làm đúng hết rồi. Đổi cái số thấp phân này, cái số đo độ dài về thấp phân bạn làm đúng hết rồi. Các bạn thử kiểm tra lại bài của mình xem có đúng nhá.